10 chặng đua. Tổng cự ly 1.101 km. Trải dài từ miền Đông Nam Bộ, Tây Nguyên đến Nam Trung Bộ. Chất lượng chuyên môn cao. Lộ trình đua khắc nghiệt bậc nhất của xe đạp nữ thế giới với những con đèo hiểm trở của vùng đất Tây Nguyên. Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương lần thứ 12 năm 2022 Cup Biwase diễn ra từ ngày 4 đến ngày 13 tháng 3 năm 2022. Các tay đua nữ hàng đầu Việt Nam tranh tài cùng các đội đua quốc tế để giành lấy những giải thưởng giá trị: áo vàng toàn năng, áo xanh nước rút, áo đỏ nữ hoàng leo núi, áo trắng tay đua trẻ xuất sắc và áo hồng Miss Biwase. Hãy đón xem và cổ vũ cuộc đua được tường thuật trực tiếp trên các hạ tầng phát sóng của BTV và các đài truyền hình trên cả nước. Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương lần thứ 12 năm 2022 Cup Biwase, sân chơi đỉnh cao, nơi tinh thần phụ nữ tỏa sáng. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể các phóng viên, đại diện cho các cơ quan thông tấn báo chí, giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương Cup Biwase diễn ra vào tháng 3 hàng năm đã đóng góp một phần không nhỏ vào sự phát triển của xe đạp đường trường nữ Việt Nam. Nhiều tài năng đã được phát hiện, trui rèn từ giải đấu và ngày càng bản lĩnh hơn, trở thành trụ cột của tuyển xe đạp nữ quốc gia với những thành tích đáng tự hào trên đấu trường trong nước, khu vực và quốc tế. Ngày hôm nay, 25 tháng 2 năm 2022, chúng ta có tại đây để cùng hướng đến mùa giải mới của Biwase Cup, sân chơi uy tín và khắc nghiệt bậc nhất của xe đạp đường trường nữ Việt Nam cũng như là quốc tế. Giải đấu do Công ty Cổ phần Nước Môi trường Bình Dương phối hợp cùng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương tổ chức. Trước tiên thì xin được trân trọng giới thiệu quý vị đại biểu tham dự buổi họp báo ngày hôm nay. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào đón sự hiện diện của ông Ngô Quang Vinh, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Xe đạp Mô tô Thể thao Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Ngô Văn Lui, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nước Môi trường Bình Dương, trưởng ban tổ chức giải, nhà tài trợ chính. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Võ Hùng Phong, Chủ tịch Liên đoàn Xe đạp Mô tô Thể thao Bình Dương, Phó trưởng ban tổ chức giải. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Huỳnh Minh Chính, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương. Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Nguyễn Thanh Quang, Phó Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương, Phó trưởng ban tổ chức giải. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Phan Văn Lam, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Bình Dương, Phó trưởng ban tổ chức giải. Xin được nhiệt liệt chào đón sự hiện diện của ông Đỗ Văn Toàn, Trưởng phòng Quản lý Thể dục Thể thao, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Bình Dương. Và chúng tôi rất vui mừng khi được chào đón quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng tất cả các anh chị em phóng viên, đồng nghiệp đã đến tham dự và tuyên truyền cho buổi họp báo ngày hôm nay. Và trước khi tiến hành buổi họp báo, xin được trân trọng kính mời quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể các anh chị em phóng viên nhà báo sẽ cùng hướng mắt về màn hình sân khấu để theo dõi một đoạn video clip sau đây về mùa giải năm 2020. Ngày 28 tháng 3 năm 2021, giải xe đạp nữ Bình Dương Cup Biwase lần thứ 11 khép lại sau hành trình dài 1.086 km. Mùa giải 2021 đánh dấu sự nỗ lực rất lớn của ban tổ chức Biwase Cup khi cuộc đua diễn ra trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến vô cùng phức tạp. Không có sự tham gia của các đội đua quốc tế, ekip tập đoàn Lộc Trời An Giang với bộ cung của đội tuyển quốc gia gồm Nguyễn Thị Thật, Nguyễn Thị Thu Mai, Nguyễn Thị Thi, Phan Thị Liễu, Thắng Lớn thâu tóm cúp vô địch đồng đội cùng 3 chiếc áo danh giá: áo vàng, áo chấm đỏ, áo xanh.
năm 2022, BWSC Cup trở lại với tầm vóc của sân chơi quốc tế. Với sự tham gia của các đội đua mạnh trong nước cùng những khách mời đến từ Thái Lan, Malaysia, Philippines, Indonesia, Đài Bắc Trung Hoa, Australia. Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương lần thứ 12 năm 2022 Cup BWSC khởi tranh từ ngày 4 tháng 3 và kết thúc vào ngày 13 tháng 3 năm 2022. Lộ trình thi đấu gồm 10 chặng đua qua các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu. Lộ trình đua năm nay được ban tổ chức điều chỉnh nhằm gia tăng thử thách, giúp các tay đua quốc đội có thêm điều kiện thi đấu, kiểm tra năng lực, chuẩn bị tốt nhất cho mục tiêu giành vàng ở SEA Games 31 sẽ diễn ra vào tháng 5 tới. Bên cạnh công tác chuyên môn, ban tổ chức BWSC Cup 2022 đặc biệt chú trọng đến công tác phòng chống dịch Covid-19. Thông qua công tác phối kết hợp với các địa phương, xây dựng các phương án phòng chống dịch bệnh linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế trong quá trình giải diễn ra. Không chỉ là một giải thể thao, BWSC Cup 2022 với hành trình trải dài từ Đông Nam Bộ đến Tây Nguyên và miền duyên hải Nam Trung Bộ còn góp phần quảng bá du lịch Việt Nam trong giai đoạn mới sau đại dịch. Ngày 4 tháng 3, các nữ cô đơ sẽ bắt đầu hành trình chinh phục BWSC Cup 2022, mở màn cho một năm đầy sôi động cho xe đạp đường trường nữ Việt Nam và cùng lan tỏa tinh thần thể thao, tăng cường sức khỏe, đẩy lùi dịch bệnh. Năm 2022. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng tiến hành buổi họp báo. Vâng, và trước mắt quý vị là những vị đại biểu trong ban tổ chức giải đã ngồi vào bàn chủ tọa để điều hành buổi họp báo giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương lần thứ 12 năm 2022 Cup BWSC. Mở đầu chương trình buổi họp báo ngày hôm nay, xin được trân trọng kính mời ông Ngô Văn Lui, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nước Môi trường Bình Dương, trưởng ban tổ chức giải, nhà tài trợ chính sẽ lên phát biểu chào mừng. Xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa ông Ngô Văn Vinh, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Xe đạp Mô tô Thể thao Việt Nam. Kính thưa lãnh đạo công ty BWSC, đơn vị tài trợ chính của giải, và kính thưa tất cả thành viên ban tổ chức, kính thưa tất cả các báo đài về dự buổi họp báo hôm nay. Với lời đầu tiên, cho tôi phép thay mặt công ty BWSC, đơn vị tài trợ chính giải, cũng như thay mặt ban tổ chức, cái lời chúc mừng, lời chúc sức khỏe và chúc hạnh phúc, chúc các quý vị có mặt hôm nay luôn luôn thành công trong cuộc sống. Phải nói là cái năm qua rất là khó khăn, nhưng chúng ta biết là tình hình Covid diễn biến rất phức tạp, có nhiều lúc là ban tổ chức muốn chùn bước do cái tình hình diễn biến ở Việt Nam cũng như ở thế giới, nhưng vì cái tinh thần, vì cái sự ủng hộ của lãnh đạo trên như là Tổng cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn Xe đạp Mô tô Thể thao Việt Nam, và đặc biệt là lãnh đạo của tỉnh Bình Dương và các tỉnh thành mà đoàn đua đi qua rất ủng hộ cái giải chúng ta. Dù rằng trong những năm qua là cái tình hình Covid khó khăn 3 năm liền, nhưng mà giải chúng ta vẫn duy trì từ là coi như là liên tục chứ không có đứt quãng. Cho nên cái đó là cái động lực rất lớn để mà ban tổ chức chúng tôi tiếp tục cái giải lần thứ 12 lần này. Bên cạnh đó thì tất cả báo đài cũng như anh em ta cũng biết rồi, cái về cái tình hình thể dục thể thao đầu năm 2022 của Việt Nam, chúng ta có nhiều tín hiệu rất là vui, như đặc biệt là môn thể thao vua, môn bóng đá, đội tuyển chúng ta có chiến thắng rất là oanh liệt cái vòng loại World Cup lần thứ 3 dưới đội Trung Quốc, và đặc biệt là cái đội nữ
thì nữ chúng ta giành vé dự World Cup, đây là lịch sử lần đầu tiên. Và ngay mới ngày hôm qua đây thôi là đội U23 chúng ta giành vé vào cái chung kết của cái giải Đông Nam Á. Mà trong bối cảnh cái Covid cũng hoành hành, cái đội tuyển chúng ta còn duy nhất đúng 13 người, thậm chí là thủ môn ra đá luôn, và chúng ta giành vé. Đây là những tín hiệu rất là tốt, rất là vui cho thể thao Việt Nam chúng ta trong cái đầu năm 2022, cũng là cái động lực để mà BWC Cup tiếp tục là đồng hành, tài trợ và giải chúng ta. Thì xuyên suốt 12 năm qua chúng ta biết rồi, cái mục tiêu của giải chúng ta là cái gì? Cũng nhằm là tạo cái sân chơi cho cô đua nữ, để nâng tầm chuyên môn cho các đua nữ, và để cho cái đội tuyển xe đạp nữ chúng ta ngày một phát triển, để mà ngang tầm với khu vực Đông Nam Á cũng như châu Á, thậm chí là thế giới, và chứng minh rằng là xe đạp nữ chúng ta từng bước là phát triển rất là tốt, và có nhiều huy chương thậm chí châu Á cũng như là SEA Games Đông Nam Á trong những năm gần đây. Và cái từ những động lực đó làm cái động viên rất lớn cho ban tổ chức chúng tôi tiếp tục, cũng như là lãnh đạo công ty BWC tiếp tục đồng hành cái giải xe đạp nữ chúng ta. Cái dưới cái mục tiêu đó thì năm nay thì cái cung đường của chúng ta biết rồi, giải BWC từ lần thứ nhất đến lần thứ 12 lần này là luôn luôn mỗi năm là cái độ khó được tăng cường. Và năm nay là cũng năm là cái tổng chiều dài chúng ta coi như là dài nhất từ trước đến nay, là đạt 1.101 km với 10 chặng, có nhiều thay đổi, có nhiều cung đường mới, mà cái tạo cái độ khó cũng như là cái để nhằm cái tăng cường chuyên môn cái đội nữ chúng ta. Thì chúng ta biết rồi, cái giải này tại sao Liên đoàn xe đạp mô tô thể thao Việt Nam là giải biêu xe là phải cố gắng và chức. Để tham gia SEA Games lần thứ 31 lần này. Bên cạnh đó thì các nước trong Đông Nam Á thì người ta cũng rất là hăng hái để mà tham gia giải. Trong bối cảnh cái dịch bệnh rất là khó khăn, Orion nó là ngày càng phức tạp. Phải nói là lúc đầu khi mà ban tổ chức gửi thông báo cũng như gửi điều lệ cho các nước mà đã từng tham gia SEA Games, chúng tham gia giải chúng ta, như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, New Zealand, Đài Loan và các nước trong khối ASEAN, các đội đều rất là hưởng ứng rất là tốt, đăng ký rất nhiều. Úc đăng ký đầu tiên, Đài Loan đăng ký đầu tiên, Hàn Quốc đăng ký. Bên cạnh đó thì Thái Lan, Mã Lai, Indonesia, Philippines, chúng ta biết là những cái đội là thường xuyên tham gia chúng ta. Và tôi dự định năm nay là nhiều đội quốc tế tham gia. Trong bối cảnh này mà được nhiều đội quốc tế tham gia đó thì là mới chứng minh được là cái sự coi như là thu hút của giải chúng ta, cái chất lượng giải chúng ta, uy tín giải chúng ta như thế nào mà các đội trong bối cảnh như thế vẫn tham gia. Nhưng mà phải nói diễn biến trong khoảng chừng hơn một tháng nay thì cái Orion rất là phức tạp, như là anh em phản hồi như đội Hàn Quốc nó chuẩn bị hết rồi, nhưng mà do tình hình nó là coi như tham gia giải mấy anh á thì cái ok là tốt, nhưng mà về cách ly 21 ngày, Úc cũng vậy 21 ngày, và thậm chí Đài Loan làm cách ly 14 ngày, cho nên điều kiện các nước người ta cái quy định rất là khó khăn, cho nên người ta từ chối tham gia, nói là hẹn năm sau. Và hiện nay thì số đội tham dự vô cái giải chúng ta đến giờ này là có 12 đội, trong đó là có 9 đội trong nước
và 3 đội nước ngoài của 2 quốc gia, đó là đội tuyển Thái Lan, đội câu lạc bộ của Thái Lan và đội Malaysia. Và theo như danh sách đăng ký thì phải nói là cái đội Thái Lan với đội Malaysia đều được thành phần đội tuyển tham dự. Có một số vận động viên coi như đã từng tham gia giải BBC chúng ta là đã đạt thành tích rất tốt, thậm chí là như vận động viên là Fernandin đó, là coi như là mặc áo vàng của BBC lần thứ 2020. Cho nên là dưới tình hình bối cảnh như thế, có 3 đội nước ngoài tham gia, bên cạnh đó những 9 câu lạc bộ mạnh của trong nước chúng ta là cũng là hàng đầu của Việt Nam, như là An Giang, BYC, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, và đặc biệt năm nay chúng ta có Vĩnh Phúc. Vĩnh Phúc tham gia là đại diện cho một cái câu lạc bộ phía Bắc tham gia. Cho nên là dưới cái thành phần của các đội cũng như là 3 đội quốc tế, tôi tin rằng cái chất lượng cái BYC chúng ta năm nay sẽ đạt được yêu cầu của ban tổ chức. Bên cạnh đó, với những cái cung đường khó, những thay đổi, năm nay thì vẫn 10 chặng cũng qua, như chúng ta xem clip á, thì chúng qua các tỉnh miền Đông, rồi Tây Nguyên, rồi miền Trung, Duyên Hải. Có cái đặc biệt là cái chặng 2 lên Bình Phước á, năm nay kéo dài hơn cái năm rồi, là cái kỷ lục là dài nhất của trước giờ là 140 km, cái chặng 2. Và anh em lưu ý, năm nay thì đặc biệt chúng ta là khai mạc vào ngày 4 và kết thúc vào ngày 13 tháng 3. Cho nên năm nay là ngày 8 tháng 3 lại rơi vào ngay chỗ Đà Lạt. Cái chặng thứ 5 vòng quanh Hồ Xuân Hương, và cái ngày tôn vinh phụ nữ, cái chương trình truyền hình trực tiếp sẽ có nhiều cái mới trong buổi lễ để mà tôn vinh cái cô đơn nữ cũng như các chị em nữ mà tham gia với cái giải chúng ta trong cái ngày dịp tháng 3 này. Từ đó ban tổ chức cũng quyết định là cũng thay đổi cái cung đường di chuyển để mà tạo điều kiện cho cái đoàn chúng ta cũng như các cô đơn nữ nghỉ ngơi tại Đà Lạt. Thay vì hàng năm chúng ta kết thúc trận năm vòng quanh Hồ Xuân Hương thì chúng ta di chuyển lên Khánh Hòa, Nha Trang Khánh Hòa, năm nay chúng ta ở lại, và sáng hôm sau chúng ta di chuyển qua đèo Bờ Răng và đèo Sông Pha xuống cái huyện là Ninh Sơn của Ninh Thuận, vẫn là đi đèo Vĩnh Hy nha anh Hải nha, vẫn đi Vĩnh Hy, vẫn chinh phục 3 đỉnh đèo của Vĩnh Hy về là Ninh Thuận, vẫn đảm bảo cái chất lượng chuyên môn của áo đỏ mà chúng ta thay đổi. Và đây được thay đổi này thì trong ban tổ chức cũng như trong cái giới chuyên môn trong thời gian qua cũng rất ủng hộ cái sự thay đổi này, nhằm cũng tạo điều kiện cho vận động viên chúng ta nghỉ ngơi, đỡ phải di chuyển sau khi ấy. Với hơn nữa, giải chúng ta xuyên suốt 10 ngày nhưng mà không có nghỉ giữa chặng, và đây cũng là cái chặng năm này coi như là bằng 1/2 của cung đường, và cũng tạo điều kiện cho nghỉ ngơi vận động viên cũng rất phù hợp. Thì nói như thế, cái tình hình Covid hồi nãy cũng chia sẻ là khó khăn rồi, cho nên cái ban tổ chức mà chuẩn bị cho giải lần này mà được 3 đội nước ngoài này vào Việt Nam đó, cả một khó khăn. Ban tổ chức chuẩn bị một kế hoạch cái Covid để phòng và chống Covid của giải chúng ta rất là kỹ. Và hôm nay thì phải nói là anh là Phạm Minh Chính, Quỳnh Minh Chính, Phó Giám đốc Sở Y tế, thành viên ban tổ chức, đúng ra anh sẽ dự chúng ta, nhưng mà ảnh nói là do cái hôm nay là chuẩn bị cái làm lễ ngày Thầy Thuốc Việt Nam ngày 27 tháng 2, cho nên ảnh sắp xếp không dự được. Nhưng mà ảnh rất tích cực trong cái phương án cũng như là kế hoạch cái bảo vệ cái Covid chúng ta. Yêu cầu rất là nghiêm ngặt về cái nhập cảnh, nhưng mà chúng tôi đến về này thì mọi thủ tục pháp lý, mọi cái vấn đề về liên quan về nhập cảnh thì cũng cơ bản, và cái phương án mà phòng chống Covid thì giải chúng ta sẽ áp dụng là theo chương trình bóng mà cái tổng cục thể dục thể thao chúng ta cũng có quy định.
Cho nên thì cũng chia sẻ cái này, cho nên các báo đài chúng ta thì cũng hưởng ứng, ủng hộ để cho giải chúng ta thành công. Nghĩa là bong bóng, khi mà các đội nước ngoài đến thì xe y tế của ban tổ chức đón từ sân bay chuyển về khách sạn và ăn uống, và theo cái cung đường cũng như theo cái lộ trình mà giải chúng ta không được tiếp xúc bên ngoài, không được giao lưu bên ngoài. Thì nói như vậy thì báo chí chúng ta cũng như anh em mà bảo vệ đường đua, ban tổ chức mô tô thì chúng ta cũng chấp hành tốt theo cái chương trình bong bóng mà ban tổ chức quy định, để làm sao giải chúng ta tổ chức trong bối cảnh này mà đạt được cái thành công tốt đẹp. Về cái nói sơ bộ, hôm nay không có chính thì tôi nói sơ bộ là khi vận viên đến, chúng ta thực hiện cách ly, và trước khi vô giải là ngày 3 tháng 3 là ban tổ chức cho test tất cả các thành viên cũng như là vận viên của đội. Sau đó là trong quá trình tham gia giải thì ban tổ chức là kiểm tra bất cứ thành viên nào, vận động viên nào mà có biểu hiện về cái Covid. Và nếu phát hiện một trong những thành viên mà bị Covid thì có xe sẽ chuyển về Bình Dương điều trị, chứ không cho ở lại địa phương đó. Chuyển về xe y tế, chuyển về địa phương điều trị, và có xe y tế khác ra hỗ trợ theo chương trình khép kín. Và cái phương án chúng tôi rất là coi như đường đó, nên ở Tổng cục Nhập cảnh của Việt Nam chúng ta cũng đồng thuận chúng ta cái phương án này. Thì do cái bối cảnh như thế cũng chia sẻ nhiều vấn đề để anh em báo chí nắm, và cũng để mà ủng hộ cho ban tổ chức để làm sao cái giải chúng ta thành công tốt đẹp. Thôi cuối cùng thì thay mặt ban tổ chức, thay mặt nhà tài trợ chính công ty BioXe, xin chúc sức khỏe và cảm ơn các đơn vị, cảm ơn Tổng cục Thể dục Thể thao, cảm ơn Liên đoàn Xe đạp Mô tô Thể thao Việt Nam, cảm ơn Ủy ban tỉnh Bình Dương và tất cả các tỉnh thành mà đoàn đua đi qua ủng hộ rất cao. Cảm ơn các báo đài, cảm ơn các lực lượng an ninh, y tế đã đồng hành cùng ban tổ chức. Cuối cùng xin chúc sức khỏe và cảm ơn các vị. Xin cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn phần phát biểu chào mừng của ông Quang Lui, trưởng ban tổ chức giải nhà tài trợ chính. Và thưa quý vị, 11 mùa giải được tổ chức liên tục không hề gián đoạn, đặc biệt mỗi năm giải càng được nâng tầm bằng các chặng đua hấp dẫn. Thành quả ấy, ngoài nỗ lực của ban tổ chức, các nhà tài trợ, còn có vai trò rất lớn của Tổng cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn Xe đạp Mô tô Thể thao Việt Nam. Tiếp sau đây, xin được trân trọng kính mời ông Ngô Quang Vinh, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Xe đạp Mô tô Thể thao Việt Nam lên phát biểu. Trân trọng kính mời. Kính thưa anh Ngô Văn Lui, trưởng ban tổ chức giải, kính thưa ban tổ chức cùng tất cả các anh chị phóng viên báo đài có mặt ngày hôm nay. Thì trong những năm vừa qua, cuộc đua xe đạp quốc tế Bình Dương tranh cúp BioXe đã trở thành cuộc đua tiên phong mở màn cho hệ thống thi đấu giải xe đạp chuyên nghiệp hàng năm. Và thật sự mà nói, tôi muốn nói lên cái việc là cái giải BioXe của chúng ta may mắn lắm. Anh Lui, anh cầm quân á, là có những lúc mà tôi thấy là dịch Covid là không thể tổ chức được. Nhưng với sự quyết tâm của ban tổ chức, của các nhà tài trợ và giải, chúng ta luôn luôn lách qua khe hẹp và chúng ta về đích an toàn. Thì trong năm nay, tiếp tục cuộc đua xe đạp quốc tế nữ Bình Dương lần thứ 12 liên tiếp được tổ chức. Thì năm nay, ngoài cái việc chúng ta tiên phong cho hệ thống giải xe đạp chuyên nghiệp, thì năm nay nhiệm vụ của các cuộc đua của chúng ta đó là giới thiệu trước về đất nước, về con người Việt Nam trước cái thềm SEA Games 31. Và xe đạp BioXe lại lãnh án cái ánh tiên phong đó. Và chúng tôi muốn nói lên đó là như anh Lui đã nói đó, là thể thao nữ vừa qua chúng ta vừa chào mừng đội bóng đá nữ Việt Nam lọt vào World Cup. Thì đối với xe đạp nữ,
Tôi tin rằng những Đinh Thị Như Quỳnh, những Nguyễn Thị Thật sẽ là những vận động viên nhận cái đặt cái niềm tin của xe đạp thể thao cũng như là của ngành thể thao Việt Nam vào huy chương vàng tiên phong cho bộ môn xe đạp tại SEA Games 31 sắp tới. Thì cuộc đua này đối với tôi thì thật sự tôi hết sức cảm kích, vì trong thời gian mà để chuẩn bị thì dịch thì đang ngày ngày càng tăng, nhưng chúng tôi vẫn thấy ban tổ chức vẫn quyết liệt và chúng ta có ngày hôm nay họp báo và chúng ta thấy rằng đã có những đội quốc tế cùng đến tham dự. Thì đây là một cái điều đáng mừng và tôi cầu mong cuộc đua chúng ta sẽ thành công tốt đẹp với cái sự góp sức của tất cả các thành viên trong đoàn, về đặc biệt về vấn đề chúng ta tuân theo thứ 5K và các hướng dẫn của CDC tỉnh Bình Dương. Trước khi cuộc đua xuất phát, một lần nữa thay mặt lãnh đạo Liên đoàn Xe đạp Mô tô Thể thao Việt Nam, tôi xin trân trọng cảm ơn lãnh đạo của Công ty cấp thoát nước Bình Dương, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Dương, Đài truyền hình phát thanh truyền hình Bình Dương đã chung sức để tổ chức cuộc đua. Xin cảm ơn nhà tài trợ chính BYC đã đồng hành cùng xe đạp thể thao Việt Nam và xin chúc cuộc đua chúng ta thành công tốt đẹp. Chúc mọi người sức khỏe, an toàn về đích ngày 14 tháng 3 tại Bình Dương. Xin cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn phần phát biểu của ông Ngô Quang Vinh, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Xe đạp Mô tô Thể thao Việt Nam. Thưa quý vị, ở bất kỳ một cuộc đua nào, những biểu tượng chiến thắng chung cuộc luôn là phần thưởng cao quý được trông đợi nhất. Với bộ môn xe đạp đường trường, những chiếc áo danh giá sẽ là phần thưởng vinh danh sau những nỗ lực của các coureur. Và ngay bây giờ, kính mời quý vị đại biểu cùng các vị nhà báo sẽ cùng hướng mắt về sân khấu để nhận diện linh vật của mùa giải, năm chiếc áo danh giá của BYC Cup lần thứ 12 năm 2022, cũng như chiếc cúp vô địch dành cho áo vàng chung cuộc và vô địch đồng đội chung cuộc. Xin được trân trọng kính mời. Trước tiên sẽ là linh vật của mùa giải lần thứ 12 năm 2022. Xin mời những cô gái xinh đẹp đến từ Công ty Cổ phần Nước Môi trường Bình Dương BYC ạ. Thưa quý vị, và như quý vị đang thấy, biểu tượng vui của BYC Cup 2022 là những chú hổ thật dễ thương. Năm nay là năm Nhâm Dần nên ban tổ chức đã chọn hình tượng chú hổ trên đường đua như một lời chúc cho các nữ coureur của chúng ta sẽ có một năm thi đấu thật dũng mãnh và tràn đầy niềm tin chiến thắng. Vâng, và những chú hổ rất là dễ thương. Dạ. Dạ vâng, xin được cảm ơn những cô gái xinh đẹp đến từ Công ty Cổ phần Nước Môi trường Bình Dương BYC. Và tiếp theo sẽ là 5 chiếc áo danh giá sẽ được trao cho 5 tay đua nữ xuất sắc nhất của mùa giải BYC Cup 2022. Dạ vâng, và xin được giới thiệu đến toàn thể quý vị đại biểu, các anh chị em phóng viên, nhà báo. Áo vàng toàn năng, chiếc áo xanh nước rút, áo chấm đỏ leo núi, áo trắng tay đua trẻ xuất sắc, và áo hồng Miss BYC. Và đây là giải thưởng nhằm tôn vinh nét duyên dáng, xinh đẹp nhưng đầy tài năng của nữ coureur. Dạ vâng, xin được cảm ơn những cô gái. Và tiếp theo, xin được giới thiệu đến quý vị hai chiếc cúp vô địch dành cho áo vàng chung cuộc và đội vô địch chung cuộc.
Và thưa quý vị, năm 2021, cúp vô địch áo vàng đã thuộc về tay đua Nguyễn Thị Thu Mai thuộc tập đoàn Lộc Trời An Giang. Cúp đồng đội cũng được trao về cho tập đoàn Lộc Trời An Giang. Năm nay, với sự góp mặt của các khách mời quốc tế, lộ trình đua cũng nhiều thử thách hơn, cuộc đua chắc chắn sẽ nhiều hấp dẫn hơn. Nên chúng ta hãy cùng chờ xem chiếc cúp vô địch sẽ thuộc về đội đua nào quý vị nhé. Dạ vâng ạ, một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn những cô gái xinh đẹp đến từ công ty cổ phần nước môi trường Bình Dương Biwase. Thưa quý vị, giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương lần thứ 12 năm 2022 cúp Biwase có 10 chặng đua, tổng lộ trình là 1.101 km, sẽ có rất nhiều điều hấp dẫn chờ đợi ở phía trước. Ngay lúc này thì các anh chị em phóng viên có thể chia sẻ những ý kiến cũng như là đặt câu hỏi dành cho ban tổ chức ạ. Xin được trân trọng kính mời. Sẽ đặt câu hỏi cũng như là đóng góp ý kiến cho mùa giải lần thứ 12 năm 2022 ạ. Tôi trước tiên thì phải nói là chúc mừng cho Biwase. Năm nào anh cũng thoát được cái dịch Covid từ năm 20, 21 và nay là 22. Thì chúc mừng các anh và chúc mừng cái quyết tâm của cả tỉnh và đơn vị để tổ chức cái giải thành công. Xin lỗi, mới chạy trên lầu chạy xuống mệt quá. Tôi chỉ có vài ý kiến như thế này thôi. Tại vì giải các anh đã là tổ chức cả là 10 lần rồi, kinh nghiệm thì nhiều rồi. Thì tôi chỉ nói như thế này, năm nay chúng ta có một cái cung đường mới là chúng ta đi từ Ninh Sơn, tất nhiên là chúng ta xuống đèo Hoàng Mục, chúng ta dừng lại và chúng ta đua từ huyện Ninh Sơn ra Ba Ngòi, Cam Ranh và chúng ta vào Vĩnh Hy. Thì đây là một con đường mới. Thì tôi nghĩ rằng ban tổ chức cũng như lực lượng mô tô cũng đã nắm rồi. Đây là một con đường mới, thành ra nên cố gắng làm sao để nó an toàn. Tôi chỉ nhắc như thế này thôi. Ở đây hôm nay không có anh Tâm, nhưng có anh Phong. Các anh cố gắng làm sao nhắc nhở anh em mô tô, dù là chở truyền hình, cũng đừng nên về đích sát với vận động viên, tại vì tạo thành một cái hình ảnh không đẹp. Và vận động viên họ sẽ lợi dụng cái chuyện này, họ núp gió, thành ra nó tạo cho cái sự, các đội viên khác họ sẽ nói là không công bằng. Thành ra tôi chỉ nói vậy, tại vì năm nào ít nhiều vẫn có, nhất là cái chặng cuối cùng về đích ở Bình Dương thì anh em mô tô chở truyền hình Bình Dương chạy song song. Tôi nghĩ rằng không nên chạy song song, tại vì các anh đừng có nghĩ rằng là song song không hút gió đâu, nó vẫn hút gió được đấy. Thành ra chúng ta nên chạy sau hoặc là có máy đạp phía trước tốt nhất. Đó là cái góp ý thôi. Còn cái gì các anh trên đường tác nghiệm thì tôi không ý kiến. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là năm nay chúng ta có được hai đội nước ngoài. Hai là ba, tại vì Thái Lan là hai đội, đội tuyển và đội trẻ, cũng như đội Mã Lai. Đây là cái dịp cọ sát để chúng ta chuẩn bị cho cái SEA Games 31 sắp tới. Thì ngoài cái Nguyễn Thị Thật ra,
thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ có những vận động viên tốt hơn, trẻ hơn, để chúng ta có sự cạnh tranh nó sòng phẳng hơn. Người ta, tôi nghĩ là đây là một cái dịp rất là tốt. Tôi nghĩ các đội mạnh ngoài Lộc Trời tôi không nói đâu, tại vì họ là một đội tập thể nữ rất mạnh. Thành ra những đội kế thừa giống như là Bình Dương chẳng hạn, đi qua xe thành phố Hồ Chí Minh, năm nay chúng ta có thêm một đội Vĩnh Phúc nữa, thì tôi nghĩ là sẽ có những nhân tố trẻ, họ sẽ cố gắng nhiều hơn, để ngoài cái chuyện chiến thắng ở đây thì họ sẽ được chọn vào đội tuyển để tham dự SEA Games. Còn cái chuyện mà Covid thì anh Lui đã nói rõ rồi, là nếu xảy ra là chúng ta đưa về Bình Dương, thì tôi cho rằng cái này rất là tốt và chúng ta phải duy trì thật kỹ. Hôm nay là ngày 25 thì không biết hai đội mà Thái Lan và Mã Lai này có chắc chắn qua hay không, tại vì chúng ta trong này có họ nhận lời, nhưng mà có chắc chắn hay không. Theo tôi biết là có cái thông tư của chính phủ là ngày 15 tháng 3 mới cho các đội vào thoải mái, thì hôm nay chúng ta đi sớm này. Thì không biết ban tổ chức cho tôi, chúng tôi, anh em chúng tôi biết là chắc chắn bao nhiêu phần trăm, tại vì cái này các anh phải làm việc dữ lắm đấy. Tôi nghĩ là làm việc với Bộ Ngoại giao này, với Tổng lãnh sự để các anh để đưa họ vào. Chứ còn những cái đội mà về cách ly giống như đội Úc thì tôi nghĩ chắc họ không qua đâu. Qua đây họ đua rồi 21 ngày cách ly về bên đó thì tôi nghĩ họ không qua. Thành ra các anh xác định là cái này cho chúng tôi biết là chắc chắn bao nhiêu phần trăm hai đội Thái Lan và đội Mã Lai. Còn cái này là nói vui thôi. Thì tôi đi với Biwa Xe này thì chỉ có Biwa Xe đó thì chúng ta mới có cái áo hồng dành cho Miss. Thì năm nay chúng ta lại tiếp tục có cái áo hồng. Nhưng mà tôi chỉ đề nghị như thế này. Năm nay chúng ta nên để là ban tổ chức chọn Miss, chứ đừng để anh em phóng viên chọn. Tại vì có những năm giữa cái chọn lọc mà ban tổ chức và phóng viên hoàn toàn trái ngược. Cái này tôi nói thật, tại tôi đi nhiều rồi và tôi cũng đã từng chọn rồi. Thành ra năm nay tôi đề nghị cứ nói là ban tổ chức chọn Miss xe đạp, cho nên chúng tôi phóng viên chúng tôi đi trên đường không phải lấn cấn. Và các em cũng không phải trách các anh này chọn tại sao này kia. Đó, tôi cũng đề nghị cái này. Tôi xin hết rồi. Dạ vâng, với câu hỏi cũng như là phần đóng góp ý kiến của nhà báo Dư Hải đến từ báo thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, thì xin được trân trọng kính mời ông Ngô Văn Lui, trưởng ban tổ chức giải, nhà tài trợ chính, sẽ trả lời cũng như là giải đáp thắc mắc cho nhà báo Dư Hải cũng như là các anh chị em phóng viên nhà báo khác được rõ ạ. Trân trọng kính mời ông. Cảm ơn nhà báo Dư Hải. Phải nói là một trong những nhà báo coi như là gắn bó giữa cái làng thể thao Việt Nam với làng thể thao Việt Nam, chứ không phải là cái bộ môn xe đạp này. Và anh Hải là người rất là nhiều kinh nghiệm, hầu như những cái sự kiện, những giải lớn nào đều có anh Hải công nhận cái sự coi như nhiệt tình và cái sự cũng đóng góp cho nền thể thao của cái phát triển thể thao của Việt Nam. Thì phải nói là cái ghi nhận cái phóng viên trong đó anh Hải là rất lớn. Phải những câu hỏi của anh Hải là sẽ không chỉ vô đâu được. Và những cái mà chúng ta cần làm rõ để mà để đảm bảo cho giải chúng ta thành công tốt đẹp. Thì rất cảm ơn, phải nói thay ban tổ chức rất cảm ơn anh Duy Hải. Vậy câu hỏi thứ nhất của anh phải nói là năm nay như nãy tôi chia sẻ là cái chặng 6 chúng ta thay đổi một cái cung đường, nó hoàn toàn là nó nói như thế nhưng hoàn toàn nó rất là mới. Cái cung đường hoàn toàn là mới. Thứ nhất là chúng ta được nghỉ Đà Lạt một đêm là rất là vui rồi. Nhưng sáng hôm sau chúng ta phải dậy sớm và phải di chuyển. Cái quan trọng di chuyển này nha anh Hải. Còn cái cung đường, để tôi nói cái di chuyển từ mà cũng ngay địa điểm, ngay Hồ Xuân Hương, ngay chỗ chúng ta làm lễ tập trung vô đó là 5:45 và đúng 6:00 chúng ta xuất phát. Tại sao chúng chọn cái này? Và khảo sát của ban tổ chức á, thì di chuyển một cái thời tiết bình thường vào cái buổi chiều, chúng tôi bữa đó tôi đi vào buổi chiều từ 2:00 thì chúng tôi di chuyển
tới cái quyện, cái điểm mà xuất phát, cái quyện Đinh Sơn thì nó 1 tiếng 50 phút, 1 tiếng 5 phút, gần 2 giờ. Nhưng mà chúng ta biết rồi, cái thời tiết ở Đà Lạt và ở Tây Nguyên thì sương mù. Cho một số anh em nó đề nghị di chuyển sớm đi, 5 giờ hoặc 5 rưỡi chúng ta di chuyển. Nhưng mà cuối cùng thì ban tổ chức thống nhất chúng ta 6 giờ để cho cái sương mù nó tan bớt và cái độ sáng để mà cái đoàn chúng ta di chuyển. Để làm gì? Thứ nhất là cái đảm bảo về an toàn. Ban tổ chức đầu tiên họ đảm bảo an toàn. Về xuất phát chúng ta trễ tí xíu, thay vì 8 giờ chúng ta xuất phát 8 giờ 15, trễ 15 phút, tại vì đích trễ tí xíu thì không ảnh hưởng gì lắm. Nhưng vấn đề an toàn, anh Hải à, rất là lo về an toàn. Thì về cái cung đường mà xuất phát từ ở công viên của Ủy ban Nhân dân huyện Ninh Sơn và về đích đến Ninh Thuận là cung đường chúng ta dài 130 km, và với cung đường nắng gió và ta phải chinh phục 2-3 đỉnh đèo Vĩnh Hy. Đây là phải nói là cái chặng 6 này là một trong những chặng quyết định do cái thứ hạng của giải chúng ta, đặc biệt là nữ hoàng leo núi áo đỏ là quyết định đây. Cho nên chúng tôi khảo sát rất là kỹ, cái đường rất là đẹp anh Hải à, đường đẹp tuy nhỏ nhưng mà nó đẹp, nhà dân thì cũng có nhưng mà không có dày đặc nhiều. Cho nên về cái, và chúng ta ngang qua những cánh đồng, qua những đèo núi và ra những qua những cái những đoạn dốc lớn nhỏ rất là đẹp. Và có trở ngại nhất duy nhất hiện nay mà ban tổ chức đang băn khoăn là chuẩn bị ra quốc lộ 1 ngay chỗ ngã ba ngồi đó nãy là có đường ray xe lửa, nó song song quốc lộ 1 đó. Và cái này chúng ta cũng gặp sự cố vào cái biểu xe lần thứ 3, chúng ta đi đường DT73, chúng ta gần tới đích gần 15 km ta dính cái xe lửa này, chúng ta không can thiệp được, hên xui. Cho nên băn khoăn ban tổ chức cái đó là, thì cái đó thì chúng ta cách mà lên đỉnh Vĩnh Hy á thì nó cũng khoảng xem là gần 20 km. Thì đó cũng là kết thúc ngay chỗ cái đó, là kết thúc cái rim một thì cách cái đường ra xe lửa đó đúng 2 km. Chúng tôi lựa chọn cái một cái nơi, cái thị trấn cũng là rất là sung, có đông dân, đó là tôi nhớ không lầm là cái xã cam gì á, nên cũng rất là đông, chuẩn bị ra ngã ba ngồi. Cho nên thì cũng khảo sát rất là kỹ để làm sao ban tổ chức, anh biết rồi, ban tổ chức của biểu xe luôn luôn đặt cái an toàn là cao nhất. Thì là thông tin cho anh Hải về cái cung đường đó và cái di chuyển lộ trình mình di chuyển từ cái Đà Lạt xuống cái huyện Ninh Sơn đó, và kết thúc cái điểm mà chúng ta ở trận 6 đó là như thế. Còn là anh chia sẻ đúng cái về vấn đề là phóng viên cũng như mô tô anh Phong ha, thì chúng ta là có chở, đúng là mô tô chúng ta phải kết hợp với công tác là vận chuyển báo đài, vận chuyển trọng tài kia, và làm sao chúng ta không bị coi như chi phối vận viên gì núp gió này kia, cái có trọng tài nữa. Tại vì phương châm của ban tổ chức trước sao cái tạo cái công bằng cho giải, làm sao công bằng nhất. Cho nên các bộ phận mà phục vụ cho giải chúng ta theo cái phương châm đó, để tránh cái trường hợp là đội này nói thư kiện đội kia, và đặc biệt có nước ngoài tham gia chúng ta không fair play. Tại vì á, những chuyện của người lớn làm mà ảnh hưởng đến công tác tư tưởng của vận động viên thì chúng ta mang tội, chúng ta cái trách nhiệm ta không cho phép cái người đó. Thì là tôi đề nghị cái bộ phận mô tô cũng như trọng tài làm sao mà chúng ta coi như là không phải là hạn chế nữa, mà tuyệt đối không xảy ra trường hợp này. Khi mà về đích cũng như về riêng, chúng ta không tranh thủ, chúng ta muốn về trước, muốn chúng ta về trước, chứ không mà chạy song song vận động viên cũng như là chúng ta là tác nghiệp mà cách vận động viên gần quá ảnh hưởng. Vận động viên giờ nó có mấy lắm, đẳng cấp thế giới hết trơn mà, núp gió tranh thủ, núp gió núp bóng rất là nhiều. Cho nên cảm ơn Hải về cái chia sẻ bằng này, và tôi cũng rất là bức xúc. Tại góc độ trưởng ban tổ chức tôi thường tôi bám sát, tôi đi trước mà tôi bám sát tôi thấy, và cũng có xảy ra trường hợp này rất là nhiều. Cho nên năm nay tuyệt đối không để xảy ra, chứ không phải hạn chế, tuyệt đối không xảy ra. Về cái thủ tục vận viên nước ngoài á, anh Hải,
phải nói như nãy tôi chia sẻ rất là khó khăn. Và đến giờ này thì là cái chủ trương của ban tỉnh có từ lâu rồi, tôi có từ 3 tháng trước, nhưng mà tổng cục xuất nhập cảnh không đồng ý. Nó bây giờ anh phải có quyết định ủy ban về danh sách cụ thể dựng những dòng như này. Và ngày hôm qua là chúng tôi là làm mọi cách, là ủy ban đã ký xong ngày hôm qua, và phải có cái phương án mà sở y tế ký là đã xong ngày hôm qua. Đến giờ đây thì pháp lý, và chúng tôi gửi về cái tổng cục xuất nhập cảnh của Việt Nam để mà thủ tục cho ba đội nước ngoài này. Đến giờ này về phía của mình á, là anh về mà thông tin từ anh Vũ là rất ok. Tuy nhiên thì cái phí này kia cái rất là nặng, anh Vũ sẽ can thiệp làm sao cái mà cái phí chúng ta nó thấp nhất để mà hạn chế cái chi phí cho ban tổ chức. Chúng ta biết rồi, trong điều kiện khó khăn này mà ban tổ chức chúng các doanh nghiệp là đương nhiên là phải khó khăn. Cho nên năm nay về vấn đề mà vận động tài trợ của các đơn vị tài trợ rất là ít. Cho nên chủ yếu là từ bio xe mà nỗ lực và phải chi phí, cho nên tiết kiệm tối đa. Và cái chia sẻ ý này cho anh Vũ nó cố gắng để làm việc với tổng cục xuất nhập cảnh làm sao cái giảm cái chi phí, chúng ta hạn chế chi phí tối đa cho ban tổ chức. Cho nên về cái này đến giờ góc độ của Việt Nam á, là anh Vũ nó ok hội cái như vậy là ban tổ chức là rồi cứ ủy ban ngày qua xong rồi, từng vận động viên luôn nha, từng vận động viên ủy ban ký những vận động viên này sẽ nhập được nhập cảnh gì đó. Thì và sở y tế mới ký xong sáng hôm nay đã rất có bộ đó, thì là đang gửi cho tổng cục xuất nhập cảnh. Còn bây giờ còn phụ thuộc vào cái thủ tục xuất cảnh của ba đội này ở Malaysia với Thái Lan. Nhưng mà dù sao ba đội này cũng nằm trong khối ASEAN của chúng ta, và tình hình và chích hiện nay là ra tới buổi thứ ba luôn rồi. Cho nên về tình hình mà coi như thẻ xanh Covid rồi cũng thuận lợi, cho nên cái tỷ lệ mà ba đội này như anh Hải hỏi và để bao nhiêu phần trăm á, thì tôi nói bây giờ đối với phần của mình á, thủ tục của mình là 100% rồi, thấy không? Thủ tục còn phụ thuộc vào ba đội bên kia thức nhập cảnh của ba đội như kia như thế nào. Nhưng mà với cái hừng hực thí thế mà thông tin từ cho anh Vũ tổng thư ký của liên đoàn xe đạp ô tô á, thì anh Vũ nói là coi như là tinh thần người ta tham gia, cho nên là mình rất là tin tưởng như thế. Thì không biết nói như vậy thì tùy theo anh Hải đánh giá bao nhiêu trăm, chứ tôi không dám nói đánh giá bao nhiêu trăm hôm nay á. Tại con số thì định lượng này tôi không dám. Còn vấn đề là cái áo hồng, phải nói là cái này là cũng nhạy cảm. Và mình tạo làm cái áo này là cũng muốn tôn vinh cho cái chị em nữ chúng ta, mà không phải là mà họp báo lần này mà báo chí chia sẻ, mà năm rồi tôi nhớ cũng rất là 20 hạng đầu, 30 hạng đầu, 50% của vận động viên tham gia. Thì là mỗi cái thì mình nói, nhưng vấn đề cái yếu tố về cái những cái nét nữ tính rồi này kia, mấy anh báo chí rất là rất là kỹ vấn đề này. Thì thôi thì nói với anh Hải thì tôi cũng đồng ý, tại vì cũng xin lỗi xin phép mấy anh là tất cả cái gì cũng ban tổ chức quyết định, chỉ ban tổ chức mới quyết định. Thì thôi để né tránh cái này là báo chí chọn. Nhưng mà dù sao dù ban tổ chức cũng nhận cái sự đóng góp của tất cả những anh em báo chí về đề cử nha này ha, để mà ban tổ chức quyết định, thấy không? Ban tổ chức mà, như dù sao dù ban tổ chức không có kinh nghiệm nhiều lắm ở vụ cái nét đẹp phụ nữ đâu, mà đặc biệt với các nhà báo cũng ngoài cái tham gia cái thể thiệu cái thao, còn tham gia những sự kiện gì sắc đẹp người đẹp gì đó, thì chúng tôi sẽ cũng trao đổi một số anh em để mà chọn cái người phù hợp xứng đáng để mặc áo hồng của giải năm nay. Còn là năm rồi chúng ta là nâng lên từ 20 lên 30, vậy chúng ta vẫn giữ vậy ha, 30 ha. Năm nay số lượng viên cũng hơn 60 thôi, vậy là 30 là hơn 50% rồi. Đó là ba ý kiến của anh Hải tôi chia sẻ như thế. Thì có gì anh Hải có hài lòng hay không, mà có gì còn chưa rõ là có gì anh Hải, và mời các phóng viên khác chúng ta trao đổi. Mời phóng viên em. Dạ vâng, xin được trân trọng cảm ơn những thông tin từ ông Ngô Văn Lui, trưởng ban tổ chức giải, nhà tài trợ chính, và hy vọng với sự chuẩn bị tốt từ ban tổ chức giải cũng như là sự phối hợp nhịp nhàng của các đơn vị liên quan, chắc chắn rằng mùa giải lần thứ 12 năm 2022 sẽ thành công tốt đẹp về chuyên môn cũng như là công tác tổ chức ạ. Dạ vâng, xin mời anh.
Dạ, chào ban tổ chức, chào anh em phóng viên báo chí. Em là Trường Thi, phóng viên của truyền hình SCTV. Thì cho em được hỏi hai câu. Câu thứ nhất là về cái công tác truyền thông của giải thì năm nay thì nãy như là ban tổ chức nói là có hạn chế về cái vấn đề này của dịch bệnh á, thì không biết là cái phần tác nghiệp của anh em á nó có bị hạn chế ảnh hưởng gì hay không. Thứ hai là cái ngày 8 tháng 3 thì nó rơi vào đúng là cái lúc là ở Đà Lạt, thì đợt đó thì không biết là ban tổ chức mình có một phần quà nhỏ nhỏ nào tặng cho các chị em phụ nữ ngày đó hay không. Em xin hết. Dạ vâng, và với câu hỏi này thì xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Thanh Quang, Phó Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương, Phó trưởng ban tổ chức giải sẽ thông tin đến nhà báo Trường Huy. Xin cảm ơn câu hỏi của nhà báo Trường Thi, của chỗ truyền hình SCTV. Như vậy thì ở cái trận đua thứ 5 thì chúng ta sẽ đua ski vòng quanh Hồ Xuân Hương. Nó đúng ngay cái ngày 8 tháng 3. Thì đối với ban tổ chức giải cũng như ban tổ chức địa phương thì cũng đã có cái chuẩn bị như ở thành phố Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng. Cũng có những cái bông hoa tươi thắm sẽ tặng cho các cái vận động viên nữ nhân ngày 8 tháng 3. Về phía ban tổ chức giải á, thì chúng tôi có làm việc với công ty quốc tế quá mỹ phẩm ICC của tỉnh Bình Dương. Sẽ có 150 phần quà tặng cho các nữ vận động viên cũng như các thành viên nữ tham gia đoàn đua. Như vậy thì chúng tôi cũng đang cố gắng mời nhà tài trợ sẽ tặng đúng ngay cái dịp 8 tháng 3 tại Đà Lạt, tại Hồ Xuân Hương. Thì đối tác thì nhà tài trợ thì muốn là tặng tại cái lễ bế mạc. Tuy nhiên sáng nay thì tôi có trao đổi với trưởng ban tổ chức giải đó, thì mời nhà tài trợ lên Đà Lạt cũng như sẽ đưa quà lên đó tặng cho nó sẽ có ý nghĩa. Thì năm nay sẽ có thêm một cái phần quà đó cho các vận động viên nữ. Xin cảm ơn nhà báo Trường Thi. Dạ vâng, và tiếp theo xin được mời ông Nguyễn Thanh Quang sẽ thông tin về công tác truyền thông cho nhà báo Trường Thi được rõ. Về công tác truyền thông của giải năm nay thì cũng báo với nhà báo Trường Thi cũng như các cái nhà báo có mặt trong cái buổi họp báo hôm nay. Năm nay Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương chuẩn bị cái kế hoạch truyền thông cho giải rất là chu đáo. Ngoài cái việc là chúng ta truyền thông trên các cái kênh truyền hình rồi phát thanh truyền thống cùng với các báo chí của các địa phương cũng như báo chí trung ương rồi thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là VTV, HTV rồi và các cái đơn vị báo đài đã từng đồng hành với giải trong suốt hơn 10 năm qua. Thì cũng xin báo với các nhà báo là năm nay thì BTV tăng cường cái công tác truyền thông trên các cái kênh đa phương tiện. Thì ngoài hai cái kênh Biwasa Cup và thể thao BTV, thì BTV còn tuyên truyền trên các cái kênh YouTube, rồi fanpage thể thao BTV, giải trí BTV, rồi phát thanh truyền hình Bình Dương. Được chúng tôi đăng tải trên các cái kênh này. Thì đây đối với cái kênh, cái fanpage cũng như cái YouTube Biwase và BTV Thể Thao thì các nhà báo có thể lên đây để lấy thông tin về giải cũng như các cái hình ảnh về giải để các nhà báo có thể tuyên truyền một cách thuận lợi nhất. Đối với cái lễ khai mạc rồi cái trận đua vòng quanh Hồ Xuân Hương và lễ bế mạc, thì BTV sẽ có kế hoạch truyền hình trực tiếp trên kênh BTV2 của Đài Phát thanh Bình Dương. Riêng đối với cái trận đua vòng quanh Hồ Xuân Hương thì chúng tôi có mời thêm Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng cũng hòa sóng trực tiếp cái trận đua này để phục vụ người hâm mộ cũng như khán giả. Ngoài ra thì ban tổ chức cũng có làm việc với ban sản xuất các cái chương trình thể thao của VTV cũng như chỗ HTV để hàng ngày
các cái trận đua sẽ được đưa tin trên các cái chương trình thể thao của VTV, của HTV và các báo đài trong cả nước. Đây cũng là cái điều để ban tổ chức quảng bá về giải cũng như thông tin kịp thời đến người hâm mộ. Ngoài các cái kênh phát thanh truyền hình và báo chí chính thống thì chúng tôi cũng liên kết với các cái kênh fanpage của xe đạp Việt Nam và các cái kênh thể thao khác để chuyển tải các cái thông điệp về giải, các cái hoạt động của ban tổ chức trong quá trình tổ chức giải từ khi khai mạc đến bế mạc giải. Xin cảm ơn nhà báo Trường Thi và các nhà báo cùng tham gia. Dạ vâng, xin được trân trọng cảm ơn phần đáp từ của ông Nguyễn Thanh Quang, phó trưởng ban tổ chức giải. Và thưa quý vị, buổi họp báo mùa giải BWSA Cup lần thứ 12 năm 2022 đang được livestream trên fanpage BTV Thể Thao. Và ngay bây giờ thì chúng tôi rất mong nhận được phần đóng góp ý kiến của nhà báo Lê Tuấn đến từ báo Công An ạ. Xin được mời anh. Dạ, em cảm ơn ban tổ chức đã quan tâm đến em. Em thì nó đầy đủ rồi, nhưng mà em chỉ thắc mắc có cái vấn đề điều đó thôi. Tức là nếu các đội nước ngoài thì chúng ta khép kín trong bóng vòng bóng bóng như vậy, thì mỗi ngày chúng ta có test Covid hay không? Test nhanh. Còn riêng vận động viên của Việt Nam thì chúng ta như thế nào? Vì thật sự ra nó, cái diễn biến dịch thì chúng ta cũng đã biết rồi, nó rất là phức tạp. Mà lây thì nó vô cùng. Nhưng mà nếu khép kín của đội vận động viên nước ngoài mà vận động viên trong nước mà chúng ta bỏ ngỏ thì như thế nào? Vì khi đua xe thì các vận động viên đâu có đeo khẩu trang được. Đó là cao nhất, cũng như là trong vòng thành phần của ban tổ chức đi thì chúng ta có test đâu, và chúng ta có phương pháp nào để phòng ngừa tốt nhất có thể. Câu hỏi thứ hai nữa là theo như anh tiếp theo của anh Hải thì đề nghị ban tổ chức cũng cho biết từ cái lộ trình cái bảo vệ đường đua này cụ thể là như thế nào. Ví dụ như bây giờ nó có những cái căng thẳng hơn vậy á, thì nếu phóng viên mà muốn đi đăng ký tác nghiệp thì gặp ai để chúng ta có thể hợp tác được một cách trọn vẹn nhất. Dạ xin hết. Dạ vâng, với câu hỏi của nhà báo Lê Tuấn, xin được mời ông Võ Hùng Phong, Chủ tịch Liên đoàn xe đạp mô tô thể thao Bình Dương, Phó trưởng ban tổ chức giải sẽ có phần giải đáp cho nhà báo Lê Tuấn ạ. Dạ vâng, và xin được trân trọng kính mời ông Ngô Quang Vinh, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn xe đạp mô tô thể thao Việt Nam sẽ có những cái thông tin để giải đáp đến nhà báo Lê Tuấn đến từ báo Công An. Xin cảm ơn các chị cho mình cướp lời của anh Võ Hùng Phong, Chủ tịch Liên đoàn xe đạp mô tô Bình Dương. Thì từ cái câu hỏi của cái ý kiến của anh Dư Hải xuyên suốt qua cái ý kiến của anh Lê Tuấn, thì bản thân tôi xuất thân từ một vận động viên xe đạp, và tôi có một quá trình tham gia công tác bảo vệ lộ trình của mô tô một thời gian rất là dài, và hiện nay là lãnh đạo của Liên đoàn xe đạp mô tô của ta Việt Nam. Thì tôi muốn chia sẻ, muốn tâm tư với các anh các chị một tí thêm về cái việc công tác xã hội hóa trong cái xe đạp của chúng ta. Thực sự cái lực lượng mô tô bảo vệ lộ trình đó, là toàn bộ là anh em công tác xã hội hóa, và đến tình nguyện để đăng ký cùng tham gia để phục vụ cho cái giải chúng ta, góp phần vào cái thành công của giải. Thì
Thiết nghĩ cái điều đầu tiên đó là anh em mô tô thể thao thì có lẽ là vô tư, chắc chắn là sẽ là, tôi nghĩ rằng tôi chưa thấy có một cái diễn biến gì mà nó thể hiện cái tính nó không có công bằng. Nhưng mà với cái sự năng nổ của anh em và phải nói là phối hợp với, ví dụ như là nãy giờ anh Dư Hải nói về vấn đề góc độ của truyền hình đó, thì anh em của phóng viên truyền hình đó cũng mong muốn là có những thước phim đẹp nhất, những thước phim đẹp nhất. Do đó là cái tác nghiệp đôi khi nó gây cái sự hiểu nhầm. Thực tế nếu các anh các chị ở đây, chúng tôi thiết nghĩ là chúng ta là phóng viên thể thao thì chúng ta cũng có theo dõi nhiều cái giải xe đạp khác ở trên quốc tế, thì chúng ta thấy rằng á là cái việc mô tô hoặc là các cái xe của ban tổ chức á, nó gần hay là nó tác nghiệp cận với lại vận động viên xe đạp khá nhiều. Nhưng mà đối với Việt Nam á, chúng ta đây vấn đề là nhạy cảm. Đôi lúc tôi nói thật, bản thân tôi hiểu rằng thế nào là núp gió và thế nào là không, nhưng có thể là ở phía sau chúng ta nhìn tới nó lại là thể hiện một cái hình ảnh 2D, nó khác, thấy nó gần lắm. Ví dụ ta chụp cái hình thấy nó gần lắm, nhưng thực tế là nó không phải vậy, và nó gây nhiều sự hiểu nhầm. Thì cái điều đầu tiên tôi cũng muốn nói, nhắc lại cái ý kiến của anh Hải và anh Tuấn, là đối với lực lượng mô tô hôm nay thì không có anh Tâm ở đây, nhưng mà anh Phong thì cũng mời tôi vô tham gia vấn đề tư vấn cho câu lạc bộ mô tô của Bình Dương. Thì tôi muốn nhắc lại lần nữa là phải hết sức cẩn thận, và chúng ta phải hướng dẫn cho vận động viên mô tô giữ dụng khoảng cách an toàn với vận động viên. Về vấn đề phối hợp của các đơn vị giữa mô tô với lại báo chí với lại truyền hình, các anh em mà ngay cả trọng tài cũng vậy, chúng ta phải tất cả các lực lượng phối hợp với mô tô á, chúng ta cùng đưa lên một cái quan điểm là vì sự thành công chung của giải, chúng ta có những cái cần, những cái lúc không cần thiết thì chúng ta không nên tiếp cận với vận động viên. Về vấn đề bảo vệ lộ trình thì tôi thống nhất với chỗ anh Hải, lần này là tôi hết sức hoan nghênh ban tổ chức là về việc thay đổi lộ trình này, cái thay đổi lộ trình này hết sức hợp lý. Trước đây chúng ta phải di chuyển ra Nha Trang ngủ một đêm sáng chạy, thì tôi thấy là nó hơi dư cái thời gian đó. Thì cuộc đua năm nay của chúng ta như vậy là khép kín hơn, và đây là cái lộ trình đầu tiên chúng ta thực hiện. Thì tôi cũng muốn báo thêm là có lẽ là cái cuộc đua này, cái lộ trình này là sẽ được nhân dân trong năm nay là quan tâm rất là nhiều, là vì có thể là chỉ có cuộc đua chúng ta đi ngang khu vực này. Cuộc đua của cục truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh của Nam thì dự kiến là không có đi qua. Thì cái vấn đề là những khúc cua, những cái đèo, thì cái điều đầu tiên là mong rằng là lực lượng mô tô của chúng ta lại cũng phải là có những cái định hướng và có những cái chỉ đạo của từ ban điều hành cho nó rõ ràng, và hướng dẫn anh em bảo vệ cái cuộc đua thành công. Thì tôi thiết nghĩ, tôi tin vào cái sự kinh nghiệm, mặc dù còn non trẻ nhưng cũng có khá nhiều anh em, và với được cũng có nhiều tham mưu của các của đơn vị mô tô Thành phố Hồ Chí Minh. Do đó là câu lạc bộ mô tô thể thao Bình Dương sẽ hoàn thành nhiệm vụ ở cuộc đua năm nay. Riêng về vấn đề Covid đó, thì tôi thật sự tôi cũng hết sức quan tâm, giống như anh Lê Tuấn, thật banh lui đó, là chúng ta chưa có cuộc đua nào mà bây giờ chúng ta phải tính tới chuyện này. Chúng ta phải tính tới chuyện này, và đây là cuộc đua mở màn của chúng ta, và cuộc đua này, cuộc đua đưa vào sách vở đó. Vì hiện nay là không phải riêng gì giải xe đạp truyền hình Bình Dương tranh cúp BWC, mà phải tính toán, mà phải có sở y tế tham gia ban tổ chức. Tất cả các cuộc đua, kể cả SEA Games đều phải là tính toán chuyện này. Mà tôi đặt cái một vấn đề thôi, ví dụ áo vàng, đang mặc áo vàng mà test mà nó dính Covid thì thay áo vàng. Thì cái cuộc đua năm nay thì thật sự cái điều đầu tiên muốn nói là làm sao để hạn chế nhất cái việc là ảnh hưởng
của Covid tới thành tích. Vận động viên mà mặc cái áo vàng suốt mấy bao nhiêu trận mà ngày hôm sau lột mà vì Covid thì thôi chắc chết. Các cái thứ hạng thay đổi liên tục do Covid thì không được rồi. Thì là cái điều đầu tiên là về phía ban tổ chức thì đương nhiên anh Lui đã có những phương án cùng với là Sở Y tế. Nhưng đối với các đội, tôi muốn kêu gọi là chúng ta tuyệt thủ tuân thủ theo cái quy định của ban tổ chức của CDC Bình Dương, cũng như là các thành phần tham gia chúng ta cũng vậy. Có nghĩa là hạn chế tiếp xúc, có nghĩa là hạn chế là giao tiếp của vân vân, có nghĩa là chúng ta phải tuân thủ tuyệt đối để làm sao để cuộc đua chúng ta các vận động viên an toàn nhất. Chứ tôi nói thật, tôi nhìn cái viễn cảnh đó, tôi nghĩ nó buồn lắm luôn á. Nó bị xé áo vàng hay là xé áo xanh gì mà do Covid thì thôi chết rồi. Mà không phải gì riêng giải chúng ta, mà giải chúng ta là anh Lui bữa nay đi tiên phong là cái việc thử nghiệm chuyện này. Thành ra là tôi cũng một lần nữa tôi cầu chúc cho cái giải xe đạp tranh cúp truyền hình quốc tế Bình Dương của chúng ta, tranh cúp BBC năm 2022 thành công và tốt đẹp và an toàn nhất. Xin cảm ơn các anh. Dạ vâng, xin được trân trọng cảm ơn phần đáp từ của ông Ngô Quang Vinh, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Xe đạp Mô tô Thể thao Việt Nam. Và không biết là ông Võ Hùng Phong, Phó trưởng ban tổ chức giải, có thông tin gì thêm về công tác bảo vệ đường đua không ạ? Xin mời ông. Kính thưa tất cả các nhà báo, thì lời của anh Tuấn thì có thêm một cái hỏi là cái vấn đề liên hệ đó. Thì hiện nay thì theo cái phân công ban tổ chức thì chúng tôi có 50 xe để bảo vệ lộ trình, thì gồm có nhiều khâu. Thì trong này báo chí thì được 5 xe. Thì 5 xe này thì có 2 xe là làm cho live stream cho truyền hình, 1 xe có chụp hình của bi qua xe, còn 2 xe thì các anh có thể liên hệ anh Tâm để được phân công hàng ngày. Ngoài ra thì có 1 chuyến xe để chuyên chở cho các cái báo chí trong suốt tuyến. Thì đó là cái một số ý kiến là như vậy. Dạ vâng, xin được trân trọng cảm ơn ông Võ Hùng Phong, Chủ tịch Liên đoàn Xe đạp Mô tô Thể thao Việt Nam, Phó trưởng ban tổ chức. Và với câu hỏi về công tác phòng chống dịch Covid-19 thì xin được trân trọng kính mời ông Ngô Văn Lui, trưởng ban tổ chức giải, nhà tài trợ chính, sẽ có những thông tin đáp từ cho nhà báo Lê Tuấn. Cảm ơn Vinh, Vinh Phong chia sẻ về vấn đề mô tô với tác nghiệp với báo chí. Tôi xin chia sẻ thêm về cái biện pháp phòng chống Covid của giải chúng ta. Như nãy trong phát biểu chào mừng tôi cũng chia sẻ rồi, nhưng mà nói thêm cho anh Tấn, các phóng viên nắm là coi như là chúng ta thực hiện theo chương trình bong bóng Covid, là coi như thực hiện theo xuyên suốt. Vận động viên mà đến trong nước là cũng xe y tế đón, và hiện nay chuẩn bị cho xe y tế cho giải này 9 chiếc, 2 chiếc đi suốt theo giải. Và trong quá trình mà suốt đoàn mà có dòng viên nhà Covid thì xe chở về trực tiếp Bình Dương và xe khác xảy ra. Và cái đó hiện nay là 9 chiếc xe chuẩn bị cho giải chúng ta. Thì nhưng vấn đề đặt ra chỗ anh Vinh ảnh chia sẻ, mà để làm sao cho thuận lợi không có bị ảnh hưởng cho dòng viên mà đang mặc áo vàng áo xanh mà bị Covid thì rất là thiệt thòi. Cho nên cái này thì cũng đã truyền, cũng nhờ công tác tuyên truyền, chúng ta phải thực hiện theo cái quy trình phòng chống Covid của ban tổ chức để tránh trường hợp mà đáng tiếc xảy ra. Thì như nãy chia sẻ là coi như ngày 3 tháng 3 thì ban tổ chức test toàn bộ các thành viên của đoàn đi theo và vận động viên của các đội, và là sau đó thì thực hiện từ là khách sạn cũng như cho ăn cho ở thì theo đúng quy trình của ban tổ chức, và không được giao tiếp bên ngoài để mà hạn chế tối đa. Và trong quá trình diễn ra 10 ngày của giải thì ban tổ chức sẽ phát hiện những trường hợp nào cần kiểm tra thì chúng ta sẽ kiểm tra tại chỗ, và khi phát hiện thì chúng ta theo phương pháp điều trị như thế. Thì theo phương châm như thế, theo cái phương án như thế của Sở Y tế đưa ra, thì tôi cho rằng ở đây là cũng tương đối là chặt chẽ. Thì đề nghị cho anh Lam cũng như bộ phận chuyên môn, thì trong sinh hoạt thì chuyên môn các đội thì quán triệt kỹ về cái này, ngay cả trọng tài chúng ta cũng phải là tại vì chúng ta giải chúng ta tour rất là đẹp, chúng ta đến những thành phố du lịch, không mà những thành phố thì chúng ta thường có bạn bè, thường có chiến hữu, nhưng mà chúng ta tuyên truyền làm sao, dù sao đây là vì cái
vì chất lượng của giải, vì an toàn của giải, chúng ta giờ là giao lưu qua, hỏi thăm qua mạng, qua điện thoại, qua thông tin, chứ đừng gặp trực tiếp. Và như vậy đó, thứ nhất là chúng ta vi phạm theo cái quy trình bảo vệ Covid của ban tổ chức. Thứ hai nữa là làm rất, nếu mà xảy ra mấy trường hợp đó thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái công tác an ninh cũng như là phòng chống Covid của giải chúng ta. Thì như anh Vinh chia sẻ, đây giải đầu tiên, giải quốc tế đầu tiên của chúng ta, để mà trong bối cảnh Covid khó khăn này thì dưới góc độ ban tổ chức cũng cố gắng tối đa nhất. Nhưng bên cạnh đó thì nhờ báo chí, nhờ các bộ chuyên môn, nhờ bộ mô tô cũng như các là sở ngành cái liên quan, y tế liên quan, để là giải chúng ta thành công tốt đẹp. Xin chia sẻ thêm cho nhà báo Tuấn cũng như các báo đài chúng ta nắm thêm về tình hình Covid chúng ta như thế. Dạ vâng, xin được trân trọng cảm ơn những thông tin từ ông Ngô Văn Lui, trưởng ban tổ chức giải, nhà tài trợ chính ạ. Và không biết là các anh chị em phóng viên nhà báo có những chia sẻ cũng như là đóng góp ý kiến gì thêm không ạ? Dạ, xin được mời anh Minh Quang sẽ đặt câu hỏi cùng với ban tổ chức. Xin được mời anh. Dạ, em xin tiếp cái ý kiến của anh Vinh hồi nãy á, nói cái chuyện là giữa đường á, thí dụ mà các vận động viên đang giữ ngôi đầu mà bị chẳng may bị dính Covid á, thì không biết là ban tổ chức mình có tính tới cái phương án là giống như trường hợp của đội tuyển U23 Việt Nam mình á, thì tới cái ngày thi đấu vận động viên nó không còn nữa, phải tiếp viện, thì mình có tổ chức cái phương án là cho các đội được tiếp viện thêm viện binh nếu như bị phát hiện Covid trên đường đua. Tại vì không có tranh giải cá nhân nhưng mà để bảo vệ cái thành tích đồng đội ấy, thì không biết là mình có tính tới cái phương án này cho các đội có thêm viện binh để họ bảo vệ cái đồng đội đến giờ, đồng đội vô địch đồng đội không ạ? Em cảm ơn. Dạ vâng, và với câu hỏi của nhà báo Minh Quang đến từ báo Pháp Luật, xin được trân trọng kính mời ông Phan Văn Lam, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Bình Dương, Phó trưởng ban tổ chức giải sẽ có phần giải đáp. Xin cảm ơn một ý kiến trao đổi với chỗ các phóng viên nhà báo. Thì về bộ phận chuyên môn á, xin trả lời thế này. Đây là cái tình huống bất khả kháng, do đó thì về bộ phận chuyên môn sẽ xin ghi nhận cái này và sẽ trao đổi trực tiếp cùng với trưởng ban tổ chức, và trong cái ngày họp trưởng đoàn á, cũng sẽ có một cái thống nhất, đi đến một cái chung nhất. Vì đây là, xin nói lại là đây là trường hợp bất khả kháng. Tôi cũng nói thêm, thí dụ như đội bóng đá người ta có ở một chỗ thôi, nhưng riêng cái bộ môn xe đạp mình là đi từ tỉnh này qua tỉnh khác, từ địa phương này qua địa phương khác, về mà cái tiếp ứng mà bổ sung á, cái này cũng là cả một cái nan giải chứ không đơn thuần. Cái thứ hai, cái lực lượng xe đạp mình nói vậy chứ không nhiều, không nhiều. Như đội bóng, đội tuyển quốc gia thì người ta, họ ta có 30+ vận động viên họ đăng ký trước, rồi đăng ký sơ bộ, rồi đăng ký chính thức, sau đó có 10 vận động viên dự phòng. Nhưng riêng xe đạp chúng ta thì như các anh cũng thấy rồi đó, trong danh sách thì có đội chỉ có 4 vận động viên, chưa được 5 vận động viên nữa. Nên cái này thì xin ghi nhận cái này, và chúng tôi sẽ có một cuộc họp khẩn để tham mưu trưởng ban tổ chức cùng với các bộ phận có liên quan, và sẽ thống nhất trong ngày họp trưởng đoàn, sau đó sẽ thông tin cho báo chí biết về những cái này để xử lý kịp thời. Xin cảm ơn anh ạ. Xin được cảm ơn phần đáp từ của ông Phan Văn Lam, Phó trưởng ban tổ chức giải, và xin được cảm ơn câu hỏi của nhà báo Minh Quang. Và ngay lúc này đây thì chúng tôi vẫn đang chờ đợi những câu hỏi, những cái sự đóng góp ý kiến của các anh chị em phóng viên nhà báo ạ. Dạ vâng, và một lần nữa thì xin được cảm ơn những chia sẻ của các anh chị em phóng viên và ban tổ chức. Thưa quý vị, đến đây thì buổi họp báo giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương lần thứ 12 năm 2022 cúp Biwaxe xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đại biểu, các anh chị em đồng nghiệp báo đài đã đến dự và đưa tin cho sự kiện ý nghĩa này. Xin kính chào và hẹn gặp lại tại thành phố mới Bình Dương trong ngày khai mạc giải 4 tháng 3 năm 2022. Mười chặng đua, tổng cự ly 1.101 km,
trải dài từ miền Đông Nam Bộ, Tây Nguyên đến Nam Trung Bộ. Chất lượng chuyên môn cao, lộ trình đua khắc nghiệt bậc nhất của xe đạp nữ thế giới với những con đèo hiểm trở của vùng đất Tây Nguyên. Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương lần thứ 12 năm 2022 Cup Biwasa diễn ra từ ngày 4 đến ngày 13 tháng 3 năm 2022. Các tay đua nữ hàng đầu Việt Nam tranh tài cùng các đội đua quốc tế để giành lấy những giải thưởng giá trị: áo vàng toàn năng, áo xanh nước rút, áo đỏ nữ hoàng leo núi, áo trắng tay đua trẻ xuất sắc và áo hồng Miss Biwasa. Hãy đón xem và cổ vũ cuộc đua được tường thuật trực tiếp trên các hạ tầng phát sóng của BTV và các đài truyền hình trên cả nước. Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương lần thứ 12 năm 2022 Cup Biwasa, sân chơi đỉnh cao, nơi tinh thần phụ nữ tỏa sáng.